Tập 6. Bắt sống hắn, mau! Bắt sống hắn! Mau! Chia ra đuổi theo! Tránh ra! Chạy xe kiểu gì vậy? Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Làm gì vậy? Lùi lại! Lùi lại! Tránh ra! Tránh ra!
Mẹ ơi, đại nữ ơi, đúng là một lũ súc sinh mà. Đại nữ của mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, phải làm sao đây? Bọn giặc Nhật khốn kiếp mà. Đại nữ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, bọn giặc Nhật đúng là khốn kiếp mà. Ba của tôi có nghe nói Thái quân Mori rất am hiểu và thông thạo văn hóa của cả Trung Quốc và phương Tây, và đặc biệt thích những đồ cổ ở Trung Quốc. Đây vốn là một cặp đồ dùng trong cung, được tìm thấy ở Bắc Bình. Tới thời điểm này là một món đồ cổ có giá trị sưu tầm cao. Tôi rất cảm kích khi nhận được một món quà có giá trị lớn như vậy. Rất tốt. Đợi Hoàng quân tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ đám đảng cách mạng này, toàn bộ đất ở thôn Tiểu Lý chia hết cho mọi người. Tốt lắm, tốt lắm. Phiên dịch, Thái quân nói gì vậy? Thái quân nói chỉ cần theo Hoàng quân, sau này diệt sạch Bát Lộ quân rồi, đất đai đó đều là của chúng ta. Chỉ cần trung thành với Hoàng quân, mọi người phát tài, phát tài, phát tài, phát tài, phải không? Phải không, đội trưởng Điêu, có phải không? Đội trưởng Điêu, nói chuyện với cậu đó. Đúng, 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 đúng. Thái quân, phát tài. Chúng tôi đi theo cũng phát tài. Đều phát tài, đều phát tài. Nếu ai dám một dạ hai lòng không tuân theo Hoàng quân, hoặc là âm thầm chống lại, chắc chắn nghiêm trị không tha. Nếu như ai không hài lòng với Hoàng quân hoặc âm thầm chống lại, nhất định nghiêm trị không tha. Phó Quang Hà, sao cậu lại có thể nói như vậy? Tôi, Thái quân, vốn dĩ là như vậy. Hôm nay chúng ta uống rượu, không nói, không cười, không náo nhiệt thì cũng chán lắm. Chuyện là đội trưởng đầu heo, chúng ta phải nói lời thật lòng đúng không? Có lần nào đánh trận mà không phải anh em tôi cầm súng bắn băng băng băng, dọa Bát Lộ quân chạy mất? Nếu không thì đầu của đội trưởng đầu heo đã sớm bị người đàn ông mặt đen đó nghiền nát luôn rồi. Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau. Tôi chỉ nói giỡn thôi, không nên tức giận như vậy chứ. Rót rượu, rót rượu, rót rượu đi. Rót đi, rót đi. Rót đi, rót đi. Tốt, tốt, tốt. Rót bên này nữa. Thái quân, đã mài dao xong rồi, mời ngài xem. Dao đã mài xong rồi, mời ngài xem. Chúng ta cùng xem thử. Được, được, được. Thái quân, ngài xem. Dao tốt lắm. Ngàn đao vạn nhát. Đây là tác thành theo hình pháp truyền thống của Trung Quốc. Đinh Thượng Võ, con người cố chấp cứng đầu đó, và những kẻ chống lại Hoàng quân Nhật Bản sẽ được mở mang tầm mắt nếm mùi đau khổ của con dao này. Đại đội trưởng Cao, ngày mai Bát Lộ quân tiến vào thì không được thả một tên nào đi. Dạ, tốt lắm. Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công.
Chúng ta phải khiến giặc ngày đêm không yên. Tôi sẽ xem là đánh ở đâu trước. Đợi lát nữa lão sử sẽ giải thích cụ thể là đánh ở đâu, đánh ra sao. Thôn chúng ta còn rất nhiều thuốc nổ, ngày mai sẽ sang bằng bọn giặc. Đúng, thuốc nổ của thôn từng đánh liên minh 8 quốc gia, ngày mai mang đi nổ tung lầu cổng thành. Đúng đúng đúng. Được, ngày mai chúng ta chia ra hai đường, dân võ đều cùng tiến lên, bốn phía nổi dậy khiến chúng không xoay sở được. Được. Trung đội trưởng Sử, cổng thành vừa mở chúng tôi trà trộn vào ngay. Chỉ cần mọi người nổ súng, chúng tôi lập tức sẽ cứu người. Chúng tôi đi trước đây. Trông cậy vào anh. Được, đi theo tôi đi trước đây. Trung đội trưởng Sử, chúng ta đánh sao đây? Tú Anh và tôi lẻn vào đại diện trước. Chúng ta nghĩ cách hạ gục súng máy của địch, đợi tín hiệu của tôi. Rồi các cậu đánh vào bên trong, chúng ta đi. Dân quân, đi theo tôi. Đứng lại, kiểm tra. Đi. Không coi chúng ta là người mà. Thiệt là khốn kiếp. Tại sao lại có thể làm như vậy chứ? Thông báo Bộ Tư lệnh Ký Trung Hoàng quân Đại Nhật Bản vì đế quốc quân mà hành quyết thủ lĩnh của Bắc Lộ quân Đinh Thượng Võ bằng tay nghề chém ngàn nhát đao bí truyền. Khốn kiếp, đi. Tập hợp hết cho tôi. Trong thời gian chớp mắt, các cậu đủ nhanh rồi hả? Chút nữa đã ngồi đó ngủ quên rồi đúng không? Sao lại không tập luyện đi? Đứa nào cũng lười biếng. Lúc hút thuốc hay lúc chơi gái thấy sung sức lắm mà. Tôi nói các cậu biết, không có lệnh của tôi, không được phép dừng tập luyện. Đứng thẳng lên. Các cậu vẫn tay lên nghe rõ cho tôi. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày hành quyết Đinh Thượng Võ Bắc Lộ quân. Đám Bắc Lộ quân đó, bọn họ sẽ ngồi không yên đâu. Nếu bất cứ ai dám để xảy ra sơ suất, đừng trách tôi không nể mặt các cậu. Súng đạn của người Nhật, nói tới là tới ngay. Luyện tập ngay cho tôi, nếu ai dám lười biếng. Nói chơi làm thật rồi. Chú ý cảnh giác. Mau. Người ở bên trên nghe đây. Chúng tôi là Hoàng Hiệp quân, mau mở cửa để chúng tôi vào. Ai đó? Tôi là Ngô Long Tiêu, trung đội trưởng đại đội canh gác thị trấn. Muốn đưa Bắc Lộ quân đi vào thôn, lại mắc bẫy của Bắc Lộ quân, mau cho chúng tôi vào trong. Các cậu mở cửa. Mau vào đi. Vào đi. Đóng cửa. Qua đó. Khốn kiếp. Mấy tên Bắc Lộ quân mà dám gây chuyện ở chỗ tôi. Ăn gan hùm mật gấu hả? Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Nếu để mất hắn, chắc là đầu của tôi phải dọn nhà mất. Chuyện nhỏ. Đây là tên tội phạm được tư lệnh Miyamoto đích thân chỉ tên. Tư lệnh Miyamoto hả? Các anh em, tăng cường canh gác. Dạ. Các
tăng cường canh gác. Người anh em, như vậy đi, cậu nhốt hắn vào trong pháo đài trước. Chỗ này của tôi bảo đảm lắm đó. Tôi ở đây, quỷ nhìn thấy cũng phải đi đường vòng. Nên cậu nghĩ đi, không yên tâm đúng không? Trói ở tầng 2 đi, đi. Thành thật chút đi. Mau, áp giải lên trên. Người anh em, qua đây, ngồi đi. Người của Bác Lộ Quân. Bọn Nhật khốn kiếp. Từ bộ tư lệnh tới đây chắc vất vả lắm. Vừa nhìn đã biết anh là người có khí phách. Lần này đã giúp chúng tôi một việc lớn. Đợi sau khi tôi về trấn, chắc chắn sẽ đề bạt anh trước tư lệnh Miyamoto. Người anh em, có câu nói này, tôi chết cũng đáng. Cậu đi thông báo họ làm mấy món ăn, lấy thêm 2 bình rượu. Dạ, mau lên. Ở đây còn 2 điếu thuốc. Người anh em, tên đó có lai lịch gì? Sao quan trọng như vậy? Người này không đơn giản đâu. Là đội trưởng canh gác của Châu Thanh. Là hắn hả? Chính là hắn. Trước đây, Thái quân Mori dẫn theo một nhóm người đi bao vây kín mít trong ngoài của thôn đó, cuối cùng lại để cho thằng nhóc này chạy mất. Người anh em, coi như cậu giúp tôi một việc. Bây giờ Thái quân Mori đang phái người bắt hắn. Tôi trước Thái quân Mori không là gì hết. Nếu có thể chia một ít công lao này cho tôi thì cậu nói gì tôi cũng nghe theo. Mình kết bạn đi, có duyên mà. Còn cần nói sao? Nếu không có anh giúp đỡ, tôi đã không còn mạng rồi. Đâu thể thăng chức phát tài được nữa. Cũng phải, cậu đúng là người thẳng thắn. Trên đó mau lên. Chắc chắn kho đạn hôm nay phòng thủ lỏng lẻo. Anh dẫn người qua đó đi đường lăng mộ cổ. Nghe tiếng súng của lão sử lập tức cho nổ. Được. Đinh Thượng Võ, thấy rồi chứ? Đây là di vật của tiền triều. Dùng thanh đao này tiễn anh lên đường. Đó chính là ân huệ của Hoàng thượng. Im hơi lặng tiếng, chặt mất đầu không đau không ngứa, chỉ trong chớp mắt về với suối vàng. Đáng tiếc, anh không có phúc được hưởng thụ cây đao này rồi. Người đâu? Có. Lau sạch sẽ cho hắn. Dạ.
Nếu không phải hoàng quân muốn nhìn thấy tuyệt kỹ ngàn đời này, thì thứ đồ chơi của tổ tiên sợ là đã thất truyền rồi. Vậy thì quá hổ thẹn với tổ tiên, cho hắn cắn khúc gỗ. Để coi miệng của anh cứng hay đao của tôi cứng. Làm gì vậy? Làm có mấy món mà rầm rầm vậy hả? Không sao đâu anh Điêu. Mấy đứa này thật không hiểu chuyện. Có thôi đi không? Quân, đại đội trưởng Cao, người hành hình Hồ Lão Căng đã sẵn sàng. Người hành hình đã sẵn sàng. Theo quy tắc của người Trung Quốc, mời hắn uống rượu. Theo quy tắc của chúng ta, mời hắn chén rượu trước. Người đâu, rót rượu, mau lên. Cảm ơn Thái Quân. Nói đi. Đại ca, không sao đâu. Tôi lên trên xem thử. Có lẽ người uống say rồi. Tôi cũng lên trên xem thử. Đi đi, cùng nhau lên xem. Hổ Lão Căng, qua đây. Dạ. Thái quân nói cho hắn một cơ hội cuối cùng. Dạ. Đinh Thượng Võ, hoàng quân nể phục anh là một anh hùng. Chỉ cần anh đứng trước những người dân này cải tà quy chính, tham gia thánh chiến Đại Đông Á, hoàng quân không nhắc chuyện cũ, trọng dụng nhân tài. Chỉ cần anh nói lời thật lòng, lập tức có thể tha cho anh được hưởng vinh hoa ân huệ của Nhật Hoàng. Thời gian không còn sớm, còn đợi gì nữa? Ra tay đi. Đứng yên. Lên trên. Không được nhúc nhích. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Thái quân, tội phạm u mê không tỉnh ngộ, không hề có ý hối cải. Tội phạm không hề có ý muốn hối cải. Bắt đầu hành hình đi. Bắt đầu hành hình. Dạ. Khoan đã. Khoan chờ chút đã. Tú Anh, đẩy Điêu Thế Quý lên đây cho tôi. Đi. Người anh em đều là người một nhà. Ai là người một nhà với anh? Đều là người Trung Quốc mà. Đi. Đi. Là pháo đài Hoàng Hiệp Quân. Phải. Đúng là như vậy.
Xem ra rắn ra khỏi hang rồi. Đầu heo, nghe nói vị của thịt rắn đặc biệt thơm ngon. Được, tôi sẽ không để đầu bếp phải chờ quá lâu đâu. Đi. Tôi nghe lời, nghe lời, không nhúc nhích, không nhúc nhích. Kêu bọn họ ra đây hết. Được, được. Các anh em, ra đây hết đi. Mau lên. Cậu xem, đều ra hết rồi. Kêu nộp súng, mau lên. Mau nộp súng hết, mau. Để hết dưới đất đi. Tốt, tốt, tốt. Qua đây, kêu anh đó qua đây. Thái quân, tiếng súng sẽ không làm ảnh hưởng tới đao pháp của anh chứ? Tiếng súng sẽ không làm ảnh hưởng tới đao pháp của anh chứ? Thái quân, ngài chỉ cần nhìn thôi. Xông lên. Đứng yên. Người anh em, yên tâm, tôi không nhúc nhích đâu. Lâm Lệ, Lăng Thu, đi thôi. Đi mau. Mau, mau. Đưa họ đi, mau lên. Đi. Kho vũ khí. Kho vũ khí. Kho vũ khí. Vậy phải làm sao? Phải làm sao đây? Đại đội trưởng Cao, mau phong tỏa cửa thành. Mau phong tỏa cửa thành. Không để tên Bắc Lộ quân nào chạy thoát. Không được để tên Bắc Lộ quân nào chạy thoát. Dạ. Lăng Thu, mau đưa các cô gái rút lui. Đầu heo sắp tới nơi rồi. Tú Anh, đưa các cô gái rút lui trước. Anh thì sao? Tôi sẽ theo sau. Mau lên. Được. Mau. Theo sát nha. Đi. Trung đội trưởng Sử đâu? Trung đội trưởng Sử trên đó sẽ xuống ngay. Đồ hèn nhát. Đại đội trưởng, lúc tôi đuổi đến pháo đài Quang Hiệp quân thì Bắc Lộ quân đã cứu đám phụ nữ đi rồi. Bắc Lộ quân có nhiều người không? Nghe nói là rất nhiều người. Tất cả truy kích chúng. Dạ. Đi. Thái quân, từ từ đi. Đi, mau lên. Tăng cường binh lực, bảo vệ bộ chỉ huy Mori và nhà của tôi. Bắc Lộ quân rất thích lợi dụng sơ hở. Còn tên Bắc Lộ quân này, mau cởi trói rồi đưa đi. Đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa. Mồi nhử gì chứ? Chỉ là một kẻ gây rắc rối. Người đâu? Đưa tên này về cho tôi. Cởi trói đi. Anh Hồ, đi xuống, đi xuống. Tôi xin anh, tôi tìm anh Hồ có chút chuyện. Cho lên đi, lên đi. Anh Hồ, anh hút điếu thuốc đi. Mau lên. Nếu anh thích loại này, hôm khác tôi tặng anh mấy gói. Nói đi, có chuyện gì? Anh đúng là tinh mắt. Tôi thật sự có chuyện nhờ anh. Coi như cậu tìm đúng người. Anh Hồ tôi thần thông quảng đại,
Hoàng quân, Hoàng hiệp quân đều phải nể mặt tôi. Đúng vậy, đúng vậy. Anh xem, biết là anh Hồ có năng lực nên tôi đến nhờ anh. Con trai nhà tôi từ nhỏ đã rất yếu ớt. Có một đạo sĩ xem bói nói phải ăn bánh bao nhúng máu của một người kiên cường mới khỏe mạnh được. Tôi thấy người này được nè, cơ hội hiếm khi có, xin anh tác thành cho tôi. Chuyện này khó cũng không khó, chỉ cần tôi nghĩ cách là có thể được. Phải, xin anh giúp cho. Nói đi, tính là sẽ đưa bao nhiêu đồng bạc? Đó không thành vấn đề, không thành vấn đề. Còn đứng đó làm gì? Mau đi đi. Nhưng không có dự định cho về nên không chuẩn bị xe, sao đi đây? Mặc kệ cậu làm sao, có cổng cũng phải cổng về. Người sắp chết như vậy, ai cổng thì xui lắm. Đúng lúc, thằng nhóc cậu ra sức giúp tôi cổng người về cho tôi. Anh Hồ, anh đừng có giỡn nha. Không được, không được. Nếu tôi cổng anh ta, lỡ hồn ma anh ta về tìm tôi thì sao? Không được, không được. Bớt nói nhảm đi. Không cổng, tôi bóp chết cậu bây giờ. Được, được. Cổng, mau lên. Đừng chậm chạp lê mê nữa. Hôm nay đúng là xui xẻo. Ông lớn giúp một tay, cổng đi. Tôi nói mau lên có được không? Được, được, được. Mau lên. Cuối cùng thì cũng về rồi. Tốt quá, tốt quá. Tốt quá đi. Bà con, bọn giặc sắp tới rồi, mau trốn đi, mau lên, mau, đi. Dân quân qua đây một lát. Lát nữa, cậu dẫn người đi đầu bẫy ở ngã tư. Cậu dẫn mấy người đầu bẫy ở cửa thôn. Còn nữa, cậu đặt kẹp sắt này xuống đường. Tú Anh, Lăng Thu, chúng ta đang đứng ở đường, giặc chắc chắn đi qua. Đặt mìn, ngăn chặn địch, được. Mọi người chia ra hành động, mau lên. Đi, mau lên. Đi, mau lên. Cậu mau lên cho tôi. Đừng có giả bộ với tôi. Nếu không thì chính là cấu kết với Bác Lộ quân. Kim Khôi, mau. Đi, mau, mau. Mau. Đi. Mau. Đi, mau lên. Đi. Chạy rồi, xông lên. Xông lên, xông lên. Đi mau lên. Đi đi. Đi. Giác Tử, đi mau. Giác Tử, đi mau lên.
Đi. Kim Khôi, bác Lý, bột sủi cảo tới rồi đây. Bột sủi cảo đủ rồi mà. Đây là bột mì, cầm về đi cho mấy đứa nhỏ ăn. Sao nói vậy được, đồ đã đem tới sao có thể lấy về được. Thật sự đủ rồi mà. Để lại đi, để lại đi. Bác gái, bột mì của con cũng tới rồi. Không cần đâu, thật sự đủ rồi mà. Tiểu phân đội đã cứu chúng tôi, chúng tôi bày tỏ chút lòng thành thôi. Vậy thì giữ lại một túi. Cẩn thận. Gõ mũ cối để bắt đầu thôi. Tất cả bà con nghe tôi nói, chúng ta không nói về Tần Quỳnh, Tiết Cương, Vũ Nhị Lan, Lưu Quang Trương kết nghĩa ở Đào Viên, chỉ nói về Mạnh Lăng Thu của chúng ta. Mạnh Lăng Thu dang rộng hai cánh bay lên pháo đài, khiến giặc Nhật hoảng loạn. Múa đại đao như rồng gieo gieo gieo, khiến giặc không còn đầu, ăn cơm cũng không yên. Còn có Sử Canh Tân Bác Lộ Quân, người bị thương vẫn cầm súng máy bắn liên tục vào bọn giặc, khiến chúng chết thành đống. Còn có Tiêu Giác Tử đa mưu túc trí, khiến cả thị trấn điên đảo dậy sóng, dùng mưu kế chống lại địch, cứu được anh Đinh, mà người được kính trọng, anh hùng kỵ binh Đinh Thượng Võ, dù bị trói nhưng vẫn kiên cường, lên núi đao xuống biển lửa, uy danh anh hùng vang vọng khắp nơi. Đây chính là danh tiếng các vị anh hùng chống Nhật nổi lên khắp nơi. Nổi khắp nơi. Hay lắm, hay. Hay lắm, hay lắm. Bí thư Tú, cậu hát hay lắm, thêm một đoạn nữa có được không? Không hát nữa, không hát nữa. Đã rất lâu rồi tôi không hát. Bí thư Tú, cậu đúng là thông minh như Khổng Minh. Người vừa thông minh vừa có năng lực. Hát đi, hát thêm một đoạn nữa đi. Qua đây, dân quân tới nhận súng. Đi thôi, khoan đã, xếp hàng, mọi người xếp hàng đi. Súng Trường 38, súng Nhật Bản. Lần này chúng ta coi như được đổi vũ khí mới rồi. Cầm về cẩn thận, đừng để cướp cò. Đây, đây, bây giờ đăng ký được không? Tôi cũng muốn làm dân quân. Đợi tiểu phân đội chúng tôi đánh thêm mấy trận, chỉ cần người tham gia kháng Nhật thì đều có. Đến lúc đó, bọn giặc Nhật dám tới thôn chúng ta thì phải suy nghĩ cho kỹ. Đúng, đợi chúng tôi đánh thêm mấy trận, có thêm súng, cậu có thể tham gia dân quân. Bọn giặc Nhật không là gì hết, cũng không là gì so với liên minh 8 quốc gia ở Trung Quốc. Bác Thanh, bác nói đúng lắm. Bà con, lần này trang bị ở thôn Tiểu Lý chúng ta còn lợi hại hơn bên Cao Thiết Cảng. Bắt đầu từ hôm nay, Cao Thiết Cảng sẽ không dám ra vẻ trước mặt chúng ta nữa, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Chúng ta đây gọi là dùng thuyền rơm mượn tên. Bọn giặc Nhật có thứ gì, chúng ta mượn thứ đó. Có súng rồi, sau này chúng ta là dân quân chính thức. Trụ tử có được không? Không được thì học thôi. Anh Đông Hải, anh dạy tôi đi. Cậu đừng chỉ súng vào tôi. Nè nè, trụ tử, không được hướng súng về người bên mình. Nhưng trong súng không có đạn nên không cần sợ. Nhớ đó trụ tử. Để tôi chỉ các cậu sử dụng súng. Tất cả nhìn đây, súng này như vậy là mở khóa rồi. Cầm súng thì điều đầu tiên cần là hiểu rõ súng. Có biết chưa? Súng nè. Chú ơi, mọi người đều có súng. Con cũng muốn có. Hổ tử, không phải chú đã làm cho con khẩu súng này sao?
Đây là súng gỗ, con muốn súng thật, con cũng muốn làm dân quân. Chú vừa mới được cầm súng thôi, con đợi 10 năm nữa đi. Hổ tử, đợi con lớn lên cao như khẩu súng này thì sẽ có. Con xem con mới có mấy tuổi. Nhân bánh tươi, tôi thích ăn món này nhất. Mẹ ơi, nước đầy rồi nè. Giác tử, đừng xách nữa. Đã mệt tới mức mồ hôi đầy người rồi, không mệt. Đợi Kim Khôi từ trạm liên lạc về rồi xách tiếp. Mẹ nuôi, sau này mẹ coi con là con trai ruột của mẹ đi. Cứ coi con như con ruột của mẹ. Không phải mẹ đã coi con như con ruột rồi sao? Được. Kim Khôi chấp hành nhiệm vụ khi nào mới về vậy?